Rách bức xúc, dịch bệnh không lo, đi hack Facebook mình suốt chi vậy? Facebook cá nhân của Rách tiếp tục bay. Màu thêm một lần nữa ngay thời điểm nam ca sĩ vừa mới comeback với MV là một thằng con trai. Trên Instagram, Rách vừa bày tỏ bức xúc khi Facebook cá nhân bị hack. Nam ca sĩ viết, dịch bệnh không lo, đi hack FB mình suốt chi thế, có cái gì trong đấy đâu, mà. Cảm ơn các đóm, và mọi người nhiều nhé. Top một dòi. Đây là sự cố xảy ra khi Jack vừa mới cho phát hành MV trở lại là một thằng con trai chưa đầy một ngày. Đây không phải lần đầu tiên Facebook của Jack bị bay, màu, mà trước khi trong thời gian lùm xùm với phía KICM nổ ra. Trang cá nhân của nam ca sĩ sinh năm 1997 cũng vài lần bị kẻ xấu hách. Tuy nhiên fan của Jack, được Trấn An đừng quá lo lắng về vấn đề này, mà hãy bình tĩnh và tập trung cày view cho MV là một thằng con trai. Trước đó, vào 20 giờ tối ngày 10 tháng 3, Jack chính thức comeback Vpop với MV mới là một thằng con trai. Đây là ca khúc do chính Jack tự sáng tác với sự hỗ trợ phối ký của producer Hoa Prox, là một thằng con trai đánh dấu bước lột xác của Jack với hình ảnh trưởng thành hơn, nhiều năng lượng hơn, và cá tính hơn. Khi sáng tác ca khúc này, Jack đã chọn chất nhạc disco của những thập niên 80s. 90S làm gia vị chủ đạo, đem lại sự mới mẻ cũng như bất ngờ cho fan của mình. Ca khúc là một thằng con trai. Dù mang màu sắc retro, nhưng lại toát lên hơi thở thời đại bằng những giai điệu bắt tai và cách rap đặc trưng của Jack. Hiện, tại sau chưa đầy 24 giờ phát hành, MV là một thằng con trai của Jack, đã lên thẳng top 1 trending YouTube nhận về 1 triệu like và hơn 7,5 triệu view. Hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.